Mùa nước nổi năm nay, cá linh được bày bán tại chợ thực phẩm Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp sớm hơn nửa tháng so với năm rồi. Tuy là sản vật đầu mùa, cá linh chưa nhiều, nhưng giá bán lại thấp hơn cùng kỳ. Ở chợ chỉ có một vài người bày bán loại sản vật đầu mùa nước nổi này. Mỗi người chỉ bán từ 5 đến 7 ký cá. Người nào bán nhiều nhất cũng chỉ khoảng trên 10 ký. Một tiểu thương có hơn 30 năm bán các loại thủy sản ở chợ thực phẩm Tam Nông cho biết, giá cá linh sống chưa làm từ 180.000 đến 220.000 đồng một ký. Cá linh đã làm sạch được bán với giá 250.000 đồng một ký, giảm từ 30.000 đến 50.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm 2023. Cá linh đầu mùa là đặc sản của vùng sông nước miền Tây được nhiều người ưa chuộng.